Trong cuộc sống sẽ có một lúc nào đó chúng ta tìm được nhau giống như nhịp thở hối hả của dòng đời. Để rồi chính cái lúc ấy, anh nhận ra anh đã tìm được một nửa của mình. Và để anh biết yêu một người là như thế nào. Cảm nhận đi em. Để dần buông mình anh chìm vào những câu ca bên những giai điệu nhẹ. Gió mang đi, em hãy nhắm mắt và tự cảm nhận xem anh muốn nói điều gì, baby.